Đấy, vâng nhá, Yên Bonsai xin chào tất cả anh em đam mê bonsai trên cả nước. Thì hôm nay là Yên Bonsai lên trên đây là vừa nay anh em có nhờ bán một số cây, nhờ giao lưu một số cây, nhưng mà cây nào cực kỳ chất mà cốt cách đẹp thì Yên Bonsai quay lên để giao lưu anh em. Đây là một cái tác phẩm, một cái đây là thành phẩm rồi anh vừa giật lại nhá, một cây túc. Con này chất thì quá đẹp anh em. Đây nhá, đây là cốt của nó này. Cốt nó già lắm rồi này. Đây liền hết anh em nhé. Đây là con đá cốt bên này liền. Đây, quay trước cho anh em xem và sau đó là tôi sẽ đo luôn kích thước cho anh em xem, anh em dễ hình dung. Đấy, bởi vì trên kênh của Yên Bonsai bảo rồi đấy, quay chi tiết cho anh em, sau đó đủ kích thước anh em đỡ phải hỏi nhiều là cây có cái hình thế như nào thì quay y đúc như thế nhá. Đấy. Đây những cái vết vừa rồi mới tháo ra này. Nói chung là những cái này nó không ảnh hưởng gì. Đây là một vết lũa anh em nhé, so với tay này đấy, gần là mười mấy phân. Con này cốt đẹp hơn cái con nó chưa liền, cốt đẹp hơn cái con 200 triệu của ông mấy đấy, ông rồi hai cây 200 rồi sao lại một cây 200 ấy, một cây á? Vâng, cốt lăn, cốt này cốt nó còn đặc như đá. Này một cây 200 triệu, còn cây trong kia là 150 triệu, mà đây cây được tí tiền. Đây đây, bây giờ anh đo cho em cái ngang bệ này. Đây là bệ đó, từ bệ này sang bệ kia. Đây anh em nhá, thì đo trực tiếp bệ nó là bao nhiêu đây anh? Đây bề ngang của nó là 1 mét rồi. Rồi. Em nhá. Đây là ngang bệ, là từ chân bệ này sang bên này là 1 mét anh em nhá. Đây anh đưa em cái thước đây. Chân bệ là 2 mét tư. Không, cái ngang này là 1 mét đúng không? Ngang 1 mét. Đây anh đưa em thước này, anh đo vòng, anh chạy vòng quanh ấy. Đấy. Đấy anh chạy vòng em giữ cho. Đấy, nó vòng xem nó bao nhiêu. Đó xít vẫn được đấy. Cái bệ nó khá to nên là anh phải chạy một vòng. Đây. 2m4. Rồi. Bệ của nó vòng bệ là 2m4 nhá. Ngang bệ này 1m. Anh đo cho em chiều cao phát. Báo luôn cho anh em kích thước nhé, một cái cốt túc này cũng tương đối này. 80. Đo nữa lên này, đo thêm tí nữa này. Rồi đây. 90. 90 anh em nhé, đến cút thôi, còn cái này ít nó làm ra bông nó sẽ cao hơn. 90. Rồi, anh đi em cái thước này mà. Anh kéo ngang chỗ tán này, cút. Bằng cái cút bên kia anh xem bao nhiêu. Mét 1 nhé anh em nhé. Đấy, đọc số liệu cho anh em này. Vành thân được. Đây, tôi đo xong rồi tôi báo luôn cho anh em nhé. Cái này chắc nó phải mét mấy, mét rưỡi. Hơn nữa. Mét 6. Rồi nhá, xong rồi. Bây giờ là tôi sẽ báo cho anh em luôn số đo nhá. Cái vòng bệ của nó 2m4 này. Chiều ngang này là từ chân bệ này sang kia là 1m này. Vòng trên chỗ cái thân này vừa đo là 2m, à mét 6 này. Cao là 90 này. Đấy. Ngang đây là 1m1 này, từ cút này sang cút kia 1m1 này anh em nhá. Đấy. Xong hết. Nói chung là cái này trước là xong rồi, bây giờ giật đi, những cái này anh em chỉ việc làm răm mà chơi thôi. Bông thôi. Làm bông thôi. Đấy, còn giá thì nó tương đối hợp lý thôi. Để nói thẳng luôn cho anh em nhé, là giao lưu là cái cốt này là 30 triệu. Vâng anh em nhé. Đấy. Báo giá cứng luôn cho anh em đấy. Một cái cốt túc quá đặc luôn. Hôm nọ là ở chỗ mình có một ông lấy một cái tác phẩm túc, cốt nó không được như này đâu mà ông lấy 40 triệu ấy. Phải có bước sang xe cho anh em nhé, báo giá cứng đấy, còn anh em là cứ cân nhắc. Không lại anh em nhiều lúc lại gọi mặc cả xuống 15 triệu hay 5-10 triệu thì... Nói chung anh em đâu có túc như này 10 triệu cứ alo tôi nhá. Đấy. Đây liền hết nhé anh em nhé, đây là liền hết này. Đây là cái cốt trong của nó liền hết nhé. Đây là bên này hòn đá. Rồi. Trước hình như là ở đây là đá hay sao ấy. Không, người ta bóc ra, anh bóc ra đúng không? Anh mới bóc con đó, nó dễ lằng nhằng, anh bóc để lộ cái thân chứng chính rồi. Đây là dễ thôi chứ không phải là đá. Không, từ ngày xưa đâu, thế này đây có phải đá từ ngày xưa này mà. Chả biết lằng nhằng làm thêm cái gì vòng ấy, không che khuất thì chỉ làm vòng. Không, để đúng chất xịn của nó. Đấy. Đấy là một cái phối túc. Anh đứng cạnh đây phát em lấy cái ảnh đại diện cho nó.
đấy anh em nhá, tôi sẽ lấy cái ảnh này làm ảnh anh cười phát tươi nữa nào, tôi kiểu như là giao lưu được cây rồi ấy. À, rồi ok anh. Đó thì tiếp theo cái cuốn video này tôi sẽ giới thiệu anh em là một cái si cổ đây. Đấy vâng nhá, thì tiếp theo cuốn video này là một cái tác phẩm si cổ anh em nhá. Đây. Đây anh em so với người này. Đấy. Cái bẻ rất là già, bẻ ngày xưa. À quên, xin lỗi anh em nhá, cái bẻ nó rất là nâu rồi, cái bẻ bê tông ngày xưa là. Đấy. Đây quay cho anh em xem này. Nói chung về cái độ già cây này thì không phải bàn cãi rồi. Đây nó có cái tích như là ôm cái này cũng khá lâu rồi nhỉ. Lâu chứ. Ôm cái này. Trên này nó ôm chặt hết rồi. Trên này nó dính nhau thế này. Đây anh em, quay sang này. Nó địa gì già hết rồi. Bên này hơi xuất bóng thì tôi sẽ quay kỹ mặt này, quay sang cho anh em xem mặt bên đây. Đấy. Cây này nó có rất nhiều cái nét cổ tích cổ anh em, cây cổ chuẩn của nó đấy. Đây. Những cái này nó phải ôm, nó phải tầm trên chục năm mới được những cái như này. Những cái rễ non các bạn xem, những cái rễ non mà mới ra chỉ vài ba năm không được như này. Đây này. Ôi, ôm quấn hết vào này. Còn tí nữa là anh đọc luôn cái số điện thoại anh nhỉ? Cái video anh đọc luôn số điện thoại ai có gì? 0837. Và 0837. 51 99. Ôi số điện thoại đẹp lắm. Đấy. Đấy là số điện thoại của anh chủ vườn anh em nhá. Đấy. Cái này anh em cứ liên hệ trực tiếp để anh em mua bán nó dễ. Cây túc. Cây túc thì anh ấy làm báo giá. Báo luôn tới 60 triệu. Cái này bao nhiêu tiền anh nhỉ? Đây anh báo giá cây si 60 triệu anh em nhé. Cái này hôm nào anh phải tút lại răm lá mà che vào. Cái này anh mới lấy về anh em nhé. Không, mua một cái cụ ở trong làng cạnh cái nhà anh. À đây là mua cái cụ năm nay cụ bao tuổi anh? Từ đời cụ bố ông xong đến là đời ông ấy vừa rồi anh mới mua. Nhưng ông ấy bây giờ hiện tại bao tuổi anh? Ông ấy phải hơn 70 tuổi rồi. Thế là từ thời của trước cụ bố ông nữa à, là ông chơi nhà là, còn nói chung là từ đời của ông ấy, ông của ông đấy, ông của ông cụ đấy anh em nhé. Thì vừa nói rồi anh đuổi cái cây xanh của anh ngày xưa mà... cái cây xanh ngày xưa anh mua bao tiền rồi đuổi cái này ông ấy. Nói chung là đây anh báo giá một cái tác phẩm si này là 60 triệu, còn anh em mua thì anh em cứ lên vườn anh ấy xem trực tiếp nhé. Đấy con này cao chắc khoảng bao nhiêu anh nhỉ, anh đo thử cao phát xem nào, chắc nó phải 1m7. Em nhìn ít trượt đấy, đúng không? 1m50 thôi. Cao, à xuống nhìn nó cao thế nhỉ. Rồi cao 1m50 nhỉ. Anh đo em xem cái bẻ cho anh em nhìn. Bẻ nó là 1m4, kín bẻ luôn. 1m45. Rồi, đây là trong lọt lòng ấy nhá. Anh đo em cái vành bẻ này. Đây này nó là 90. Rồi, 90 1m45 đây anh đo em. Bẻ to lắm. Đây anh đo từ đây, đây này. Từ này sang. Ngang bệ của nó là đi 1m. 1m anh em nhé, ngang bệ 1m. Ngang bệ 1m. Rồi, đấy đo thế là anh em nhỉ. Cái vòng này của nó sẽ bận. Anh đo xem này. Chắc khoảng tầm 1m1. 1m1 rồi. 1m1. Thì cái chân bệ nó đẹp. Cổ nguyên bản. Cái cành nó già này. Nói chung con này thì để về bàn về cái chất già thì nó không thể không bàn cãi được cây này rồi. Con chậu này của ông cũng đạt chục triệu. Vâng, con chậu thì nó rất nhiều tiền nó. Đấy, nước già này. Đấy thì video này Yên Bonsai chỉ giới thiệu anh em là hai cái cây này thôi. Anh đang muốn giao lưu luôn. Đấy, anh em mà ưng anh em nào hợp nhãn anh em alo nhá. Đấy số điện thoại anh ấy cho rồi. Đấy thì cảm ơn tất cả anh em nhá. Đấy. Vâng, chào anh em nhá. Ôi. Thì mà to à. Anh em ạ. Anh em ơi. Quá nhiều vôi khủng anh em ạ. Chưa tiết độ đâu anh em nhá. Đấy đây này. Ui dồi.